Tối qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định đã có buổi gặp mặt tiếp xúc với đại diện tiểu thương chợ Đông Ba nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của tiểu thương hướng đến xây dựng chợ Đông Ba văn minh thân thiện. Năm 2023, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Ban quản lý chợ Đông Ba đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chợ Đông Ba phát triển bền vững theo hướng chợ văn minh hiện đại, thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra. Từ đó, diện mạo chợ Đông Ba đã có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Huế và du khách. Tại buổi gặp mặt, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, bà con tiểu thương chợ Đông Ba đã trao đổi trực tiếp cùng lãnh đạo thành phố Huế một số vấn đề như nguyện vọng khôi phục thương hiệu chợ Đông Ba, chia sẻ về tình hình kinh doanh, cơ sở hạ tầng xuống cấp, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh, cũng như lắng nghe những giải đáp của lãnh đạo thành phố. Qua quá trình trao đổi của bà con tiểu thương, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ban quản lý, viên chức, người lao động và tiểu thương chợ Đông Ba trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, chợ Đông Ba là ngôi chợ truyền thống có bề dày hơn 120 năm xây dựng và phát triển, là một trong năm ngôi chợ lớn có thương hiệu trong cả nước. Vì vậy, bước sang năm 2024, Đảng bộ ban quản lý chợ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, xây dựng chợ Đông Ba phát triển bền vững theo hướng văn minh hiện đại, là điểm đến chứa đựng giá trị lịch sử và cốt cách của con người Huế.